chúng ta cũng có một cái thông tin kế tiếp thông tin này đó là liên quan tới những cái VC VC là những cái công ty mà họ đầu tư bảo hiểm các bạn thì theo thống kê đó các bạn thấy là sau khi mà chúng ta đã trải qua năm 2022 đầy khó khăn thì đương nhiên cái số lượng tiền đi vào thị trường này để đầu tư vào những công ty liên quan đến crypto đó cũng đã giảm xuống thời gian nhưng mà gần đây chúng ta thấy được là tháng 5 đó mới vừa đây thống kê thì đã có hơn 1 tỷ đô la đã đầu tư vào những công ty crypto các bạn và đây là lần đầu tiên từ tháng 9 của năm ngoái mà chúng ta có hơn 1 tỷ đô la đầu tư vào trong những công ty crypto Thì họ đầu tư vào những công ty gì các bạn? Thì chúng ta thấy được là phần lớn là đầu tư vào những công ty liên quan tới infrastructure các bạn như là nền tảng Rồi kế tiếp đó chính là Web3, đứng thứ ba là DeFi, thứ tư là NFT Và thứ năm đó chính là CeFi các bạn như là những cái công ty tập trung nhưng mà trong thì crypto này chúng ta đã thấy sự sôi động đến từ forward, chúng ta thấy sự sôi động đến từ những công ty đầu tư mạo hiểm và cái sự tăng trưởng giá ngày hôm nay đây thì dựa theo crypto coin đây là một cái sự tăng trưởng giá không liên quan tới short thường đó những lúc mà chúng ta thấy được là giá btc tăng trưởng nhanh thường là chúng ta sẽ thấy có nhiều lệnh short bị thanh lý dẫn đến giá cả tăng nhanh nhưng mà đợt này không phải các bạn đợt này đó, dựa theo crypto coin thì rất rõ ràng là có ai đó hay là nhiều người đã mua btc trực tiếp dẫn đến giá cả tăng trưởng và Chúng ta cũng đã nhìn thấy được những cái thống kê như là thống kê này đến từ sang thì à, thường chia sẻ một vài thống kê với các bạn rồi sẽ chia sẻ thêm uh, những gì mà thường đã nói bây giờ Đó cũng không bao giờ là quá lạ nhưng mà nào mà theo kênh thường xuyên đâu chúng ta đã thấy là dựa theo sang thống kê thì trong vòng 11 tuần qua có nghĩa là hơn hai tháng qua đó đã có tổng cộng là 131.600 BTC đã được nạp vào trong những ví mà có từ 1.000 cho đến 10.000 BTC các bạn nghĩa là những ví cá voi rất là lớn và tính đến đô la đó con số đó là khoảng 3,5 tỷ đô la các bạn đây không phải là con số nhỏ đâu và những mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên đó, thì việc cá voi thu mua BTC liên tục hơn 2 tháng qua thì không bao giờ là bất ngờ rồi các bạn chúng ta luôn theo dõi và đã thấy hiện tượng này chậm lại cách đây 6 ngày Lúc nào cũng có người biết trước hết các bạn Các bạn đã thấy được đây là cái bài thường chia sẻ cách đây 6 ngày ngày 14 tháng 6 Thì chúng ta thường hay xem một cái biểu đồ heat map như thế này Các bạn đã biết là chúng ta có những cái nhóm địa chỉ ví khác nhau Như là bên dưới này bắt đầu từ nhóm địa chỉ ví mà dưới 1 BTC Rồi từ 1 tới 10 Rồi từ 10 tới 100 100 tới 1 ngàn 1 ngàn tới 10 ngàn Và hơn 10 ngàn BTC Và chúng ta được là cái màu này cũng dễ đọc lắm các bạn Từ bên dưới lên tới bên trên này đó, từ đỏ đến xanh thì Bên dưới này đại diện cho là có BTC rời khỏi những ví này và bên trên đại diện cho BTC nạp vào những ví này Thì chúng ta đã thấy được là trong thời gian hơn 2 tháng qua đó cái nhóm mà có hơn 10.000 BTC là hầu như đó là nhóm địa chỉ ví duy nhất mà chúng ta thấy được là cứ có thêm BTC nạp vào mãi cho đến cách đây 6 ngày thì các bạn đã thấy là họ cũng đã Chậm lại, có nghĩa là chúng ta thấy được là cái màu xanh này đã chuyển từ nhạt hơn tới đậm hơn Nó giống như phần này các bạn à, Và chúng ta thấy được là ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy à, tiếp tục là cây nhóm địa chỉ ví hơn 10.000 BTC đó vẫn đang chậm lại trong việc nạp thêm BTC nhưng mà ngược lại những cái địa chỉ ví khác các bạn, nhất là cái nhóm địa chỉ ví từ 1.000 tới 10.000, từ 100 đổ xuống như là từ 10 tới 100 hay là từ 1 tới 10, thì lại có dấu hiệu là chúng ta thấy là từ từ chuyển qua từ màu đỏ nhạt lên tới màu đỏ đậm hơn, có nghĩa là muốn gần như chuyển qua thu mua các bạn. Hiện tượng này đã bắt đầu ngược lại rồi. Thì chúng ta thấy được là cái t 6 ngày đó, nếu như mà các bạn tin vào thuyết âm mưu đó thì gần như có ai đã biết trước rồi cho nên họ tích lũy liên tục hơn 2 tháng qua nhưng mà cái T6 ngày lại chậm lại tốc độ tích lũy. Thì khi mà nhìn chứng thức như thế này ra thì các bạn có thể suy nghĩ một cách nó tiêu cực hơn là nếu gì thì đầu tư làm gì nữa, lúc nào cũng có người biết trước. Thì chúng ta sẽ mãi đến người đến sau, nhưng mà thật ra có đó áp dụng cho tất cả những cái mảng đầu tư khác các bạn. Chúng ta nói tới vàng, chúng ta nói tới bất động sản, chúng ta nói tới chứng khoán thì đều sẽ có người nắm thông tin trước chúng ta. Nhưng mà cái đó cũng không phải là lý do để các bạn bỏ và không đầu tư nữa. Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách khác các bạn. Hiểu như thế này, nếu các bạn đầu tư mà các bạn muốn có được lợi nhuận thì các bạn phải có một cái lợi thế trong đầu tư và lợi thế trong đầu tư là gì? Các bạn lợi thế trong đầu tư là một là các bạn quen biết rộng, các bạn có tin trước người khác; hai là các bạn rất giỏi về phân tích kỹ thuật ba là các bạn rất giỏi về phân tích tài liệu on chain trong thị trường này bốn là các bạn rất giỏi về phân tích tâm lý và tình hình trên thị trường nói chung là các bạn cần phải giỏi để có được lợi thế trong thị trường này thì câu hỏi kế tiếp là đối với những người như là thuần thì không giỏi hết các bạn thì làm sao có thể có được lợi thế trong thị trường này thì đây là một điều thôi đã từng chia sẻ trước đây nhưng mà thường sẽ lặp lại cho những bài nào mà mới đến trên một trong những lợi thế mà chúng ta thường hay không nghĩ đến hay là bỏ qua đó chính là thời gian các bạn nếu như các bạn còn trẻ thì cái các bạn có mà nhiều người không có đó chính là thời gian thời gian là lợi thế rất là quan trọng các bạn cũng đã từng nghe câu nói là thời gian trong thị trường này quan trọng hơn là thời điểm trong thị trường và nó áp dụng với rất nhiều thị trường khác nhau các bạn ý nói là nếu như các bạn chọn đúng cái tài sản các bạn đầu tư thì chỉ cần các bạn có thời gian thôi thì các bạn sẽ có được lợi nhuận nó không cần biết là các bạn sẽ đi vào trong thị trường thời điểm nào tại vì nếu các bạn đã có lòng tin với tài sản đó các bạn nghĩ tài sản đó là một tài sản có tiềm năng và nó thực sự có tiềm năng như là các bạn nghĩ thì giá cả sẽ tăng theo thời gian cho nên các bạn đi vào trong thời điểm nào cho dù các bạn đi vào trong một thời điểm mà sau đó giá đi hàng ngang hay là thậm chí đi xuống một thời gian thì sớm mua gì tài sản đó cũng sẽ có một cái sự tăng trưởng cho nên thời gian trong thị trường này nó quan trọng hơn là thời điểm à, và một trong những chiến lược mà các bạn đã biết thuận áp dụng thường xuyên đó chính là trung bình giá và nếu các bạn muốn trung bình giá đó thì các bạn phải có hai yếu tố quan trọng thứ nhất đó chính là các bạn cần phải có một nguồn tiền để tiếp tục trung bình giá cho nên người trung bình giá đó thường sẽ cần phải có thu nhập các bạn tại vì sẽ chích từ thu nhập để tiếp tục trung bình giá thứ nhì nữa đó chính là thời gian các bạn cần phải có thời gian mới chung bình giá được và đó là một trong những cái lợi thế rất là lớn có thể là có ai đó đã biết trước đương nhiên các bạn đang thấy được là cây hiện tượng này đã hoàn toàn không có gì à, gọi là bình thường hết nhưng mà ngược lại bản thân của Thuận đi, Thuận thì liên tục lưu trữ trong vòng bao nhiêu tháng qua thì các bạn thấy được là thuận cũng không biết trước điều gì hết nhưng mà thuận liên tục lưu trữ trong vòng ba tháng qua thì cái mức trung bình thường thu mua với cái mức bây giờ đó thì đã có lời rồi các bạn thấy được là không phải là chỉ những người nào mà biết những thông tin người khác không biết mới có thể có lời được không phải các bạn cần phải giỏi về phân tích kỹ thuật phân tích on chain hay là các bạn cần phải giỏi về nắm bắt tin tức nắm bắt tình hình nắm bắt về cái tâm lý ở trên thị trường mới có thể kiếm tiền được một trong những cái điều quan trọng hơn là nắm bắt được cơ hội và có thời gian rồi chúng ta cũng có thêm một cái thông tin khác này các bạn là thông tin này đó là đến từ Mastercard thì Mastercard và Visa là hai công ty mà cách đây vài năm đó liên tục chỉ trích trên crypto này nhưng mà trong vòng khoảng chừng 4 năm qua thì đã từ, từ 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 đi sâu vào thị trường này và Mastercard đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu crypto cho ứng dụng phần mềm giúp đơn giản hóa các giao dịch liên quan đến crypto và blockchain. Cái mà Mastercard muốn làm ở đây đó là họ muốn có được một cái nhãn hiệu của bạn rồi sau đó họ sẽ dùng cái nhãn hiệu đó để có thể thành lập có thể là một công ty khác hay là thành lập một cái đơn vị khác trong Mastercard để có thể hỗ trợ những người nào mà chỉ muốn giao dịch on chain mà thôi sử dụng thẻ Mastercard nhưng mà trong thẻ đó chính là crypto và on chain. Đương nhiên đây chỉ là giấy tờ à, để mà đăng ký hiệu mà thôi các bạn Không có nghĩa là Mastercard sẽ triển khai ngay bây giờ Nhưng mà cũng cho thấy họ đang nghĩ đến một ngày nào đó Phần lớn các giao dịch sẽ ở trên blockchain Và điều này cũng không có phải là một cái suy nghĩ gì đó quá viễn vông đâu các bạn Tại vì chúng ta đã thấy có rất là nhiều những thông tin tương tự như thế này Đây là một cái tài liệu mới nhất được chia sẻ đến từ nước Úc thì dựa theo cái tài liệu khảo sát đến từ Australian Securities Exchange ESX thì họ đã cho thấy được là 31% của những người đầu tư trẻ tuổi đó, có nghĩa là từ 18 tới 24 tuổi thì đang lưu trữ crypto. Cho dù 46% như là gần phân nửa nói là họ là một trong những người mà không có thể chấp nhận nguy hiểm cao quá nhưng mà họ lại lưu trữ crypto. Tại vì đối với nhiều người trẻ tuổi đó thì họ không có xem crypto như là một cái gì đó mà quá khó hiểu hay là có nhiều rủi ro. Và chi tiết hơn đó là những người từ 18 đến 24 tuổi đó là khoảng 6% tài sản của họ là nằm ở crypto. đương nhiên 18 đến 24 thì họ không có nhiều tài sản đâu các bạn. cái mà tôi nói đây là cái phần trăm crypto trong cái tài sản đầu tư của họ là chiếm 6% trung bình Cái phần trăm này cao gần như gấp đôi so với lại những cái lứa tuổi khác các bạn Thường chỉ có 3% là trong crypto mà thôi Nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào những người lứa tuổi từ 25 tới 49 Có nghĩa là phần lớn những bạn mà đang xem kênh này Trong đó có cả bản thân thuận nữa các bạn Thì đây là cái lứa tuổi mà tích lũy tài sản từ 25 tới 49 tuổi cái lứa tuổi này đó lại lưu trữ nhiều crypto nhất nếu như tính theo đô la trung bình thì các bạn thấy được là tổng số crypto mà được thu mua thì 69% là đến từ lứa tuổi từ 25 tới 49 rồi và cái lứa tuổi cuối cùng là những bạn mà hơn 50 tuổi thì các bạn thấy được là 19% của lứa tuổi đó dựa theo tài liệu đến từ Australia Security Exchange đã cho thấy được là đang lưu trữ crypto hiện tại có khoảng chừng là 29% của những người được khảo sát đó họ đó là họ cũng có ý định thu mua crypto nhưng mà vẫn chưa thu mua và có thể sẽ thu mua crypto trong vòng 12 tháng tới. Đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy được là những công ty lớn, những tổ chức đầu tư, những ngân hàng họ đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi. Thường đã từng chia sẻ quan điểm này với các bạn tại vì các bạn thấy được là lứa tuổi trẻ tuổi họ thích gì họ đầu tư gì, họ muốn sở hữu tài sản gì, đó mới là tương lai các bạn. Chúng ta cũng sẽ ngày là càng già đi và tương lai là tương lai của những người trẻ tuổi hơn, tương lai họ sẽ là những khách hàng quan trọng của những công ty đầu tư này. Cho nên chúng ta mới thấy cái sự thay đổi về quan điểm liên quan tới BTC và crypto đến từ những tổ chức đầu tư lớn. Chúng ta cũng đã thấy được thêm một cái thông tin nữa đó chính là đến từ Gemini thì chúng ta thấy là Gemini à, đã có dịch vụ staking Ethereum và Matic ở Switzerland các bạn, ở Hoa Kỳ. À, thì SEC làm khó nhưng mà những quốc gia khác đó thì cũng không bị ảnh hưởng Switzerland thì vẫn cho phép Gemini cung cấp dịch vụ staking hoa kỳ chỉ là một trong những quốc gia tham gia vào trên crypto này thôi và chúng ta cũng đã có thêm một cái sự chia sẻ đến từ tỷ phú Mark Cuban. Mark Cuban là người mà ở trong Shark Tank các bạn đã biết là rất nổi tiếng và Mark Cuban cũng là chủ của đội NBA như là đội bóng rổ nổi tiếng Dallas Mavericks. À, thì Mark Cuban cũng đã chia sẻ một cái suy nghĩ là chúng ta nên có một cái cách đăng ký đơn giản hơn hay là một cái cách đăng ký khác cho những công ty crypto Không thể nào mà bắt những công ty crypto đăng ký y chang như là những công ty chứng khoán hiện bây giờ được Tại vì nó không có hợp lý à, Thì điều này đó là một điều mà thường hoàn toàn đồng ý các bạn Những công ty crypto bây giờ họ không phải nói là họ không muốn đăng ký Tất cả đều nói là họ đều muốn đăng ký Nhưng mà họ muốn đăng ký một cách nào cho hợp lý và họ vẫn có thể hoạt động được Các bạn đã thấy được à, đây là một trong những cái sự mà nhiều khi không có tranh cãi trên thị trường à, một số người nói là tại sao crypto là đặc biệt mà cần phải có một cái đăng ký đặc biệt như vậy tại vì nếu như mà hoa kỳ thật sự là muốn cái ngành công nghệ này tiếp tục phát triển thì cần phải có những cái sự thay đổi để có đi hợp lý hơn sec đã sử dụng một cái cách để xem có cái nào là chứng khoán gọi là how we test chúng ta đã nói tới khá nhiều rồi và how we test đã có từ năm 1946 nó đã quá cũ rồi các bạn áp dụng một cái luật từ năm 1946 và một ngành công nghiệp mới năm 2023 thì có hợp lý hay là không các bạn có biết là những gì chưa có năm 1946 hay là không các bạn có biết là năm 1946 đó thì vẫn chưa có lò vi sóng microwave các bạn có biết là năm 1946 vẫn chưa có polio vaccine có nghĩa là những cái vaccine chống lại bại liệt đó các bạn. Các bạn có biết là năm 1946 vẫn chưa có ổ cứng. Ổ cứng đó là 10 năm sau mới ra đời. Các bạn thấy được là năm 1946 vẫn chưa có thuốc ngừa thai các bạn thuốc ngừa thai là năm 1957 mới có năm 1946 vẫn chưa có máy bay phản lực các bạn jet airliner được sáng chế vào năm 1958 các bạn đã thấy được đây là một cái luật đã cũ như vậy rồi lại muốn áp dụng nguyên văn vào trong thiên crypto tổ bây giờ thì làm sao mà có thể áp dụng được một cách suôn sẻ và không phải là thiên cứu tổ này đòi hỏi một cái cách à, xử lý khác so với những thiện khác mà cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là trong lịch sử của hoa kỳ à, đã có rất rất nhiều lần các bạn thấy được là Hoa Kỳ cũng đang nhận ra được là cần phải có sự đổi mới, cần phải có một cái sự thay đổi, một cái luật mới để quản lý một thị trường mới. Nếu như mà Hoa Kỳ thật sự muốn ngành công nghiệp đó phát triển, mang đến cái việc làm, mang đến thuế, mang đến nhiều lợi ích cho quốc gia và mang đến nhiều lợi ích cho người dân các bạn. Để thường cho các bạn một số ví dụ, các bạn có thấy là chính phủ Hoa Kỳ áp dụng cái luật liên quan tới taxi cho những người lái Uber hay không? Và thậm chí những nơi các bạn đang ở bây giờ đã cũng có những cái xe drive có thể là draft, có thể là một số những công ty Khác. nhưng mà các bạn thấy được là những người mà lái Uber họ đâu cần phải có bằng lái xe hay là đi thi lái xe hay là phải uh, đi qua một sự huấn luyện y chang như là taxi driver đâu nếu như mà đòi hỏi như vậy thì uh, Uber làm sao phát triển được các bạn Lyft làm sao phát triển được và biết bao nhiêu người đã có thể sử dụng được Lyft và Uber tại vì Hoa Kỳ đã không có áp dụng cái luật y e chang taxi. Chúng ta có thể nói tới Airbnb các bạn. Airbnb là nơi mà các bạn có thể lên trên trang web và các bạn có thể à, là book một phòng hay là một nhà của một ai đó mà có trên Airbnb mà không cần phải sử dụng hotel nghĩa là khách sạn thì các bạn thấy được là luật của Hoa Kỳ cũng đâu có áp dụng à, vào Airbnb đâu. Luật khách sạn, luật khách sạn nhưng mà Hoa Kỳ đâu có bắt buộc Airbnb là phải theo luật đó. Airbnb là theo một cái luật tương tự như vậy nhưng mà nó có một chút xíu thay đổi để dễ dàng hơn thì tại sao lại không thể làm điều tương tự liên quan tới crypto và ngày hôm nay các bạn ngồi ở nhà, các bạn ngồi ở công ty, các bạn đang lái xe các bạn vẫn nghe được thường nói chuyện tại vì các bạn thấy được là khắp nơi trên thế giới họ đâu có xem YouTubers à, giống như là một nhà báo đâu, đâu có cần phải có bằng nhà báo hay là đâu cần phải có những cái à, sự trách nhiệm đó với YouTube. Các bạn thấy được là vì lý do đó YouTube mới phát triển vì lý do đó. Thùng thể ngồi đây để mà chia sẻ với các bạn. Vì lý do đó các bạn mới có thể xem được nhiều chương trình thú vị và bổ ích ở trên YouTube. Đây là một trong những cái mà thùng muốn chia sẻ với các bạn. Thì tại sao SCC lại không thể làm như vậy? có thể một số quan điểm nói là thị crypto là một thị trường là hoàn toàn khác nó có thể là có nhiều lừa đảo hay là thị crypto là thì một thị trường mà không có giá trị là một bong bóng tài chính vân vân thì cái đó là quan điểm của mỗi người mà thôi các bạn các bạn tin là thị trường này có tiềm năng các bạn đầu tư các bạn không tin thì không cần phải đầu tư đó là điều rất bình thường mà thôi nhưng mà đó không phải và không thể là quan điểm của SEC tại vì sao các bạn các bạn nên hiểu SEC đó là một cái đơn vị gọi là merit neutral hiểu đơn giản hơn đó là SEC có sứ mệnh chia ra thành 3 phần. Thứ nhất là bảo vệ người đầu tư. Thứ hai là duy trì thị trường công bằng, trật tự và có hiệu quả. Và thứ ba chính là hỗ trợ những công ty gây vốn đây là ba nhiệm vụ của SEC Cho nên các bạn mới thấy được là ngay có những công ty liên quan tới bán cần sa vẫn có thể có được chứng khoán ở trên sàn chứng Hoa Kỳ Tại vì SEC là một cái đơn vị mà họ không cần biết là các bạn kinh doanh cái gì miễn là các bạn kinh doanh hợp pháp Nghĩa là không tới lượt SEC nói crypto có giá trị hay là không có giá trị có nhiều lừa đảo hay là không có nhiều lừa đảo Chứng khoán bây giờ vẫn có rất nhiều lừa đảo Nhưng mà họ đều không có trách nhiệm tại vì đó không phải là trách nhiệm của họ Trách nhiệm của họ là hỗ trợ những công ty có được vốn hỗ trợ những công ty có thể mang đến dịch vụ cung cấp cho người dân của Hoa Kỳ trong thị trường tài chính một cách công bằng chứ không có phải nhiệm vụ của họ là lựa chọn ngành nào để được hỗ trợ ngành nào không được hỗ trợ đó là điều rất quan trọng ở đây các bạn thấy được là ngay cả những cái như là penny stock hay là pin market các bạn đây là những cái cổ phiếu mà không có được giao dịch trên sàn chứng khoán bình thường mà phải giao dịch qua sàn OTC ngay cả những cái này cũng được SEC cấp phép và thông qua cho giao dịch các bạn Tại vì cái mà họ làm là miễn là những cái này hợp pháp Thì có thể giao dịch được và họ sẽ hỗ trợ Chứ không phải là lựa chọn ngành nào được hỗ trợ Và ngay cả chúng ta thấy được là ở Hoa Kỳ đó Thì ngay cả casino, ngay cả mua vé số số Thì cũng hợp pháp và được hỗ trợ Thì tại sao crypto không được hỗ trợ Đây là một điều mà bất công bằng Và đây là điều mà những cái sàn giao dịch Những người trong crypto này luôn lên tiếng Đòi hỏi một cái sự công bằng và hôm nay thì có nhiều thông tin cho bạn cho nên chúng ta thấy được là nó cũng lớn áp một số những cái thông tin nhỏ hơn nhưng mà chúng ta thấy là Binance thì cũng như hứa hẹn hồi nói là họ đang triển khai À, một cái mạng lưới Lightning Network bây giờ họ đã có cái mạng lưới đó rồi và một số người đã nhìn thấy được ở trên cái à, tầng hai của BTC nhưng mà vẫn chưa chính thức hoạt động à, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm khi nào mà chính thức hoạt động rồi thì họ sẽ thông báo với là mọi người và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có nói biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Source, Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short